Vâng, chung kết lại tiếp tục có Pan này. Đẹp quá nhỉ. Và không, nhưng mà không biết các nhà còn lại như thế nào. Ồ, như vậy là bên kia hai Pan, chúng ta cũng có hai Pan. Bên kia có cả Rex, chúng ta cũng có cả Rex. Và một con còn lại bên kia là Mark C thì chúng ta là Babylon. Ồ, được, 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 con này đánh được. Cần. Mỗi bên đều có hai Pan và một Rex. Sự khác biệt giữa là Baby và Mark C thôi. Quân trận thi đấu này là cân thôi. Chúng ta sẽ nhỉnh hơn một chút khi mà có cung R của Babylon. Không biết là bên kia nó một liệu có đánh cung A hay không. Bây giờ Mark C với nó bạn đánh cung A hay không, hay sẽ bài đánh Y thủ chết thiết. Chúng ta cũng chờ đợi xem như thế nào. Đây là bài Pan của game thủ Hoàng Mai Nhi. Có quả phụ rồi. Đây là Văn Nhất, người cũng được cầm Pan nữa. Và hãy cẩn thận ở khu vực góc 6 giờ. Nếu có xe dò hoặc là có nông dân thì chúng ta cứ dò dịch vào phía trong đó, để tránh cái việc mà biết đâu có một cái ông Pan ông ấy kẹp xăm ở đấy. Đánh nhau thẳng mặt thì chúng tôi không sợ, sợ nhất là có ông đâm đằng sau lưng. Quýt trận thi đấu này chỉ được cầm Greg mà thôi. Còn Greg của Quýt thì lại tụt sâu vào trong góc này. Trong góc 9 giờ. Đấy, cùng xi măng là người cầm Babylon. Chúng ta hoàn toàn có thể là nếu bài Babylon có một cái thế nhà đẹp, đánh ở nhà đánh cung R sau đó chuyển cung A rồi lên bốt. Còn nếu bài xấu thì cũng có thể đi dâng lên bắn Mark C rồi bắn phù thủy của Greg. Bắn những bo nhỏ của người cầm Pan. Hồi bài Baby này cũng được đấy. Cùng chờ đợi xem quyết định của các game thủ và chiến thuật sẽ là như thế nào. Vâng, cứ cắm kỹ vào khu vực góc 6 giờ cho ăn chắc. Cẩn tắc vô ưu. Khi mà xác định chắc chắn là không có thì chúng ta yên tâm. Cảm giác nó yên tâm. Bị dẫn trước 2-0 mà chúng ta gỡ lại 2 đều. Và đây là trận chung kết ở trong trận đấu đầu tiên. Và gần 2 tiếng đồng hồ mới xong 1C. Và 1 rưỡi đánh bây giờ cũng là 3 rưỡi rồi. Càng thật. Bài của Hoàng Mai Nhi có quả phụ 6 cây. Có hiêu đưa về. Nếu ăn thêm bầy, ăn thêm mỏ hiêu cái nữa thì là một bài đủ dành cho Hoàng Mai Nhi rồi. Nhưng có quả. Vâng, nhưng có quả. Thắm tỉnh. Vâng, thơm như muối mít luôn. Chiếc BG đặt vẫn là một cái vị trí đẹp nhất, mặc dù bãi quả nhìn nó hơi dốc. Nhưng đối với dân Pan đặt chiếc BG như thế là quá ưng rồi. Quá quá ưng. Vâng, chào bạn Bảo Bảo nhá, chào bạn Lê Đạt, chào anh Tùng Nguyễn này. Chào Phạm Hoàng Oanh, chào Vũ Văn Hùng. Vâng, xin chào anh Lan Tuấn nhá. Chào Trần Tuấn, chào Nguyễn Văn Thành. 18/20. Ui giời. Pan bên kia 18 dân 7% lên đời sớm thế à rồi. Màu 7 vô tường 27 dân. Pan của màu 2 lên đời rất đột biến. Pan màu 2 kia đột biến quá. Oh,
Lực của game thủ Hoàng Nhi còn là rất khỏe. Bà đánh chém cầm pan này khỏe. Và Nhất thì không biết là kích đời chưa. Vâng, bài của Nhất có vẻ là hơi tù. Đồ ăn là rất xa. Đây là Greg. Y thủ rồi. Y thủ che thiên rồi. Vâng, Hoàng Minh Nhi báo về là gặp màu 3. Màu 3 game thủ không được khóc. Vâng, khóc bên này cũng là 2L. Khóc bên này cũng là 2L. Nhưng Hoàng Minh Nhi thì mới chỉ có cái lượt công thôi. Anh Bách không biết có đầu tư lượt giáp không nhỉ. Đây là Greg y thủ này. Đây là Hoàng Minh Nhi. Còn đây là người cầm Babylon đi dâng à. Quay trở lại với Hoàng Mạnh Nhi thôi để xem Hoàng Mạnh Nhi thi đấu với nhà màu 3 trận này như thế nào. Cái màu quả đang bị chọc anh ơi. Ui, nhà màu 3 còn sót đôi vòi kìa. Nhà màu 3 cảm giác bài rất khỏe. Họ còn sót đôi vòi hướng lên góc 12 giờ. Và trong tơn vừa rồi là một tơn mà game thủ không được khóc không để ý. Hoàng Mạnh Nhi đã ăn ngay được con ngựa giò. Bây giờ làm cách nào để có thể công vào nhà của đối phương. 2L thi thố cân phớ hay sẽ là một bài mà đợi y của game thủ cầm Greg ở phía trong đẩy lên. Dường như vậy là Hoàng Nhi bỏ qua nhà người cầm pan rồi. Lạc đà của bạn đã chạy tới và đây là nhà của game thủ cầm màu 1. Bài đi dâng L, Hoàng Nhi vào chăn luôn, chưa bánh xe đến từ vô thường. Chưa bánh xe. Ở nhà sinh con phù thủy ra là tôi nghĩ và với cả lạc đà sinh ra là chơi được thôi. Nhà màu 1 thì chưa bánh xe. Tờ này Hoàng Minh Nhi đang muốn đi vào những chiếc nhà bè. Không biết rằng là đội bạn đã có xin lỗi cái thủ cầm Greg chúng ta có y chưa? Đẩy dịch lên trên chỗ nhà của Hoàng Minh Nhi kê hộ cái khung hốc cái. Vâng, Hoàng Minh Nhi cũng có phù thủy. Hoàng Minh Nhi cũng có phù thủy. Và tờ này đã phù được một con lạc đà của game thủ cầm màu 3. Tốt rồi. Đấy, báo về bên kia màu 3 họ cũng có phù thủy. Rất đông lạc đà. Vâng, rất đông lạc đà. Họ đang cố gắng và đang muốn mài vào khu vực ruộng này của game thủ Hoàng Minh Nhi. Vẫn đang cố gắng mài vào ruộng. Họ vẫn đang cố gắng đánh bung cái hốc này của game thủ Hoàng Minh Nhi. Tiếp tục là phù. Nhưng một con phù cảm giác là hơi ít. Bây giờ phải là 3 con phù cơ. Vâng, phải là 3 con phù cơ thì mới tươi. Họ đi tất tay lên và bây giờ là một tên mà Hoàng Minh Nhi quay trở lại. Chưa bánh xe đến từ game thủ của màu 3. Vâng, chưa bánh xe đến từ màu 3. Thấy báo về, quýt báo về soi tham là có phù thủy đến từ người cầm Pamiran. Quay trở lại với cánh bên này. Bên này thì sao rồi, 34 đó là tham lai của người cầm Babylon đi dâng à. Màu 2 là bài đầu cánh à. À, màu 2 là người con cầm con Mark C đấy. À không, Pan. Mark C là của nó 1 cơ. Chưa ai thấy nhà nó 1 đâu cả. Ồ thế à? Vâng, màu 2 đang chết rất nhiều dân. Vâng, màu 2 trong tâm rồi. Pamiran, màu 2 game thủ Exciter chết rất nhiều dân rồi nhá. Quay trở lại với xi măng nào. Vâng, như vậy là Mark C của đội bạn rất gần với nhà của người cầm pan chúng ta. Màu 1 có một tân dân chạy giữa hai nhà kìa. Màu 1 có tân dân chạy giữa hai nhà của Quýt với cả nhà của người cầm Baby. Có con tê nó tốc biến vào kiểu gì đấy. À đây. Ai chà. Cái gì đây, đóng cái gì đây. Vâng, đóng phù thủy dành cho game thủ cầm thằng màu 1 đi công phù nhá. Màu 1 công phù nhá, màu 1 công phù. Vâng, Greg của vô thường đi công phù nhưng bị game thủ xi măng phát hiện ra rồi. Bị xi măng phát hiện ra rồi. Trận này xi măng cần phải giữ được những con cung rò này. Vâng, cần phải giữ được con cung rò này để lát nữa đi cùng với những con y đẹp của người cầm Greg. Tốt lắm. Một pha mà nhận thấy những con nông dân của đội bạn chạy khu vực giữa hai nhà. Nhưng chắc chắn là đội bạn sẽ không từ bỏ ý định công phù ấy đâu. Đây là Pan 15/40. Đây là 62/92. Có ai không biết là kích chưa? Kích chưa? Hồi nó chỉ có một con thôi. Thôi đâm nổ đi.
Quyết kích chưa? Bây giờ Quyết đã kích 4 chưa? À, như vậy chưa kích đâu. Kích lại đi Quyết đâu. Đó, ok rồi. Tôi nghĩ rằng xi măng cứ cắt một con cung rờ chạy xung quanh nhà. Kiểu gì đôi bạn cũng sẽ không từ bỏ ý định công phù thủy người cầm Greg này. Và chắc chắn là họ sẽ không từ bỏ ý định. Màu 2 cũng đang rất đông lạc đà nhá. Lên giáp với Quyết ạ. Lạc đà của game thủ cầm màu vâng, cầm màu 2 cũng đang rất nhiều. Echo. Đây, tiếp tục lại có phù kìa. Tiếp tục lại có phù. Ở gần cái chỗ phù thủy cũ ấy. Nó vừa mới đóng thôi. Và màu 4 đã 5 x dân rồi. Không biết là Hoàng Mai Nhi có chơi được với cái ông màu 3 bên này không. Như vậy màu 3 bên này gọi là solo thôi. Hoàng Mai Nhi và màu 3 bên này đang solo với nhau. Và đang solo với nhau. Ui chà chà. Màu 3 này rất đông lạc đà nhá. Hai game thủ cầm ban lên đầu cánh bên này gọi là solo với nhau thôi. Ban này 21. Quyết tan mài là 80. Vâng, lên 4 xong rồi. Kích chiêng, kích gì đẹp đi. Bên kia Max C bên đội bạn đã lên 4. Chất quân đời 4 của đội bạn là Y. Chúng ta là Y. Còn bên đội bạn sẽ là, vâng, sẽ là hot thần của Max C. Bây giờ tôi nghĩ cần phải giải quyết nhà thằng màu 3 này này. Để cho thằng màu 3 nó bơm đồ được cho Max C bên kia lên hot thần thì mệt lắm. Phải giải quyết được màu 3 này. Ban của màu 2 thì là bài đi ăn hoang thôi. Và báo về là cũng đã về nhà của đội bạn hồi rồi. Màu 1 thì đúng là không từ bỏ ý định. Và màu 1 không từ bỏ ý định công phù thủy nhà của người cầm Greg. Thế này vẫn đang là, mặc dù lên 4 rồi nhưng thế vẫn đang là một thế căng. Nhưng mà bên kia đội bạn vẫn còn nhà Pan của màu 3 khỏe. Bây giờ Quýt sẽ là người đẩy nhà Pan của màu 3. Nâng đào vàng thì Quýt thôi. Nhà phù thủy là thằng nhà của chính của xi măng lên giữa bản đồ đấy một chút. Vâng, phải giết thằng màu 3 đấy đã. Không để cho ông 3 nó bơm đồ thì rất mệt. Gần gần chỗ đấy. Vâng, những con đi đẹp nó xiên thì là rất nhanh thôi. Nó xiên là rất nhanh thì chưa có công 4 nhá Quýt nhá. Đang hơi đuối vàng một tí. Về giữa hai nhà xi măng ơi. Giữa hai nhà. Rất nhiều phù thủy. Bây giờ những con phù thủy đẩy hết lên nhà màu 3 thôi. Khu vực giữa hai nhà nhá. Và sau đó là đi tìm nhà phù đối phương. Sát mép bản đồ. Hình như là họ ăn bãi vàng sát mép bản đồ thì phải. Khu vực giữa hai nhà của Quýt và nhà của game thủ xi măng. Có phải không ta? Có một mỏ vàng đây. Nhiều khả năng cao là nó cũng đang ăn cái mỏ vàng đấy. Mỏ 1 này khó chịu thật. Rồi như vậy là Quýt đã dí và đẩy xong nhà màu 3 rồi. Đẩy xong nhà màu 3 rồi. Còn một nhà phù nữa kìa. Và chúng ta hãy quản. Vâng, quản vàng của Max C. Bên kia Max C nó ăn vàng tù tội lắm. Cho tân thường nào để có thể kích y đẹp nào. Xin lỗi, kích y thần nào. Rồi ra chơi luôn cả hot đi. Đi quản vàng đi, Max C nó ăn vàng tù lắm. Đây là Pan 26. Đây là 113. Đây là 19. Hoàng Mai Nhi bây giờ cũng sẽ chuyển về đánh nhiều cung rò. Tôi nghĩ là như thế. Và thằng Mai vẫn đang cân thôi. Quay trở lại với Quýt. Màu 8 này dường như đã dọn dẹp xong nhà của game thủ của màu 3 rồi. Kiểm tra xem nó đã gọn gàng chưa. Và nó vẫn còn phù kìa. Vâng, giải quyết cho nó gọn gàng hẳn đi, đỡ mất tay. Chúng ta đi tập trung vào cái việc mà ở nhà phát triển cũng như là kê cho đồng đội nó chắc chắn hơn. Ở khu vực giữa nhà của Quýt và nhà của xi măng vẫn còn một mỏ vàng. Không biết là đội bạn có ăn vàng ở đấy không, mà một vô thường công phù lên không biết có ăn vàng ở đấy không. Và bây giờ thì hot của đội bạn công lên. Chiêng đồng 3 nhá Quýt nhá. Chiêng 3, công 4.
Vâng, tuần này giải e, giải nhiều vào, giải nhiều vào. Y của Greg. Hot của bạn không biết hot thần chưa nhỉ? Vâng, cứ tiếp tục giải đi, tiếp tục giải đi nào. Vâng, tiếp tục giải đi, hot nó bắn, vâng, hot nó bắn y, à, xin lỗi, bắn e nó chậm lắm. Y của chúng ta là y của Mark, của Greg. Mà một nó đang công phu, cảm giác rất nhức nhối. Hot của Mark C. Nó vẫn cơ động hơn và nó khó phù hơn, còn chúng ta là những con y nó kém cơ động hơn. Y thần đã lên xong rồi. Công 4 nữa nha Quýt nhá. Hình như là chưa kích công 4. Rồi kích công 4. Chiêng đồng 3 đã lên xong. Bây giờ anh em cố gắng pan với cả những nhà còn lại đi quản. Vào đi quản vàng nào. Máu 4 này nó đang đứng kê, cung A đang đứng kê để ăn vàng này. Có mấy con cung A thôi mà, quay lại mà ăn được. Thằng A của Nhất vẫn đang ở đấy đấy. Nhất vào bổ không? Đấy, nó chỉ có mấy con cung A thôi. Xi măng vào mà bắn đi không để ăn dân của đội bạn đi. Thôi te 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 te. Vâng, họ đang mang thêm tuần cung A nữa ra để kê vàng. Đánh và rất kinh nghiệm đến từ game thủ nó 1. Timeline thì vẫn đang cân thôi, nhưng màu 4 đang là người to nhất map. Xi măng có về hồi để có thể lên đánh hot của Babylon hay không? Đây là 12. Và Hoàng Mà Nhi liệu... Hoàng Mà Nhi cũng không hồi được, và tuần này liệu có đỡ được hay không? Thì mà họ có rất nhiều hot, và nhiều khả năng đội bạn cũng đã là hot thần rồi. Nhiều khả năng đội bạn đã là hot thần rồi. Chúng ta phải có những pha về e cơ. Cái mặt đằng này có lẽ chúng ta sẽ cũng nên đóng thêm một vài chiếc nhà BI ở đây nữa. Hot của đội bạn nó cơ động hơn, nó đang cố gắng rỉa máu những con Y. Mặc dù Y của chúng ta là Y chiêng 3. Còn Y của chúng ta đã là Y thần rồi, mắc công nghệ rồi. Bây giờ thì thiếu mỗi lượt giáp thôi, nhưng mà chúng ta cũng không cần thiết khi mà bên đội bạn không có đơn vị quân cận chiến. Tờ này thì tạm thời thủ được nhà và Cam Quýt thì đang công lên nhà của game thủ cầm Mark C. Và nếu mà vào được nhà của Mark C ăn được một tuần dân thì có lẽ rằng sẽ là ôm hận dành cho game thủ nó 1. Bây giờ Quýt không muốn chơi với Hot. Và Quýt đang muốn dí thẳng vào những chiếc ruộng. Hot thần đã lên xong rồi ở nhà mình. Ở nhà mình mà ba đang muốn lao vào những tờ này thì không sợ. Không sợ, không sợ, không sợ. Quýt đang muốn thả. Và Quýt đang muốn thả vào làm rối loạn nhà của game thủ cầm Mark C bên kia. Và đội bạn đang cảm giác rất nhói. Nhưng ở nhà của mình thì Cam Quýt cũng đang bị công lên khi mà Mark C đã lên hot thần xong. Còn Mark C nó có hot thần, nó thực sự là khó chịu. Nó thực sự cũng là rất khó chịu. Nhưng tuần này Quýt cũng đang ăn và khiến cho game thủ nó 1 mất rất nhiều lực. Họ cũng đang mất rất nhiều lực. Hai pan của chúng ta có ai hồi được hay không? Đây là 18 thôi. Đây cũng là 11x. Đây là 22. Tôi nghĩ rằng là đồng đội của chúng ta vẫn cần phải hồi. Bên kia mỏng 3 vẫn còn tham kìa, vẫn là 26 dân kìa mỏng 3 mà hồi được, nó lên đánh đạp đôi nó cũng mệt đấy. Bên kia mỏng 3 là họ hồi được, còn chúng ta thì chưa có ai hồi. Sẽ còn mất một khoảng thời gian nữa. Một tên mà game thủ Cam Quýt đang muốn vòng để bắt. Vâng, đang muốn vòng để bắt. Nhưng liệu có bắt được trong tên này hay không? Liệu có bắt được tên này hay không? Họ đang vẩy e. Những con y nó phải áp sát được vào với những con hot cơ. Chúng ta bây giờ sẽ là người vẩy e ngược lại. Vâng, ai vừa vẩy e? Ý chà. Hot thần nó chạy khá nhanh. Một tên vẩy chưa thực sự là quá khít. Rồi bây giờ giải quyết lại nhà ông màu bài đi. Tôi nghĩ rằng ấy là chúng ta dồn một toa lên thì họ có tay đâu mà phù. Và sau tên bắt hot vừa rồi, Cam Quýt đang muốn dồn lên. Phải đẩy được vào nhà của game thủ cầm máu 4 này nữa. Và ăn được dân. Lượng vàng của Quýt thì cũng không quá đáng ngại. Màu 3 họ phù được những con y và bây giờ nó đang lấy những con y này để chơi ngược lại Cam Quýt.
Họ đang đứng hot ở khu vực giữa bản đồ để có thể chặn đường đi quân. Bây giờ các đồng đội phải hồi. Và Văn Nhất cũng phải tập trung mà hồi đi. Vẫn phải có lạc đà đi quản vàng nhá, đi quản vàng xung quanh nhà của thằng màu 4 ấy. Với cả nhà của màu 2. Phải quản vàng liên tục. Phải quản vàng liên tục và cần thiết thì phải có thể chiếm vàng luôn đấy. Đây này. Đấy, nó làm sao mà có thể đủ tay đủ mắt nó quản hết được cái bản đồ cái gân tích này. Đúng rồi, phải có quân mà đi quản. Và phải bắt game thủ nó một nó giải hot ra thì Quýt mới có cửa đi công được. Phải bắt nó giải hot ra kê những bãi vàng thì Quýt mới có cửa đi công. Làm cho nó mất tay đi. Màu 3 còn cục lạc đà đang đi quản vàng. Không quản được vàng là vẫn thua đấy. Để cho con Mark C bên kia nó cơ động hơn. Nó hot thần, nó bắn rỉa. Những con y thần của Greg này cũng không có cửa. Mười chín, trăm chín. Vâng, Quýt thì là vẫn đang có một thằng mai rất to. Vàng ở trên bản đồ này thì còn nhiều lắm, nhưng cái quan trọng là bên nào là quản vàng tốt hơn. Còn Mark C bên kia thì nông dân nó không có bánh xe. Vâng, liệu có tơn mà cần phải kẹp cả ca để công vào nhà người có Mark C hay không, hay sẽ để bơm đồ cho đồng đội. Chúng ta là Greg thì vẫn có song pháo nhưng bây giờ thì không có lực, nhưng mà tập trung đánh y rồi, không có lực để không có lực gỗ để đánh ca. Tôi nghĩ là cứ vào màu 2 cũng đang hồi lại tại nhà chính nhưng mà bay luôn. Và Quýt đang kê, nhưng mà con Greg này nó kê bản đồ nó không được chất lượng như kiểu con hot, nó không cơ động. Nguyên y không này là không đủ. Nguyên y không này rất khó để có thể lao vào được những con hot thần của Mark C. Chỉ mang phải hồi được cơ. Chỉ mang tham lai 40. Bây giờ chỉ mang phải cố gắng hồi thật nhanh. Nhiều khả năng cao họ đẩy chỉ mang vào vừa dứt miệng. Chưa dứt được miệng thì hot của đội bạn đã tới. Tham lai của Quýt vẫn đang giữ ổn định ở tham lai là 109. Nhưng thực sự là những con y nó đi quản bản đồ là khó thật. Nó không cơ động như những con hot. Hot của đội bạn là hot thần. Đợt này liệu có phải được cái hay không? Hot thần nó chạy quá nhanh. Hot thần nó chạy quá nhanh. Vẫn tập trung sóc rất nhiều y thần đang kê cho các đồng đội và chờ đợi để cho xi măng lên hồi. Xi măng phải hồi thật nhanh. Bây giờ về xi măng phải hồi thật nhanh cơ. Chứ một mình Quýt như này để cho nó dí là cũng chết đấy chứ đừng đùa đâu. Hot thần nó tụ vào tầm khoảng 3 kích nó dí chúng ta, xong là cộng với những cái e nữa là Quýt chết đấy. Và đây là tơn mà họ đang dí. Đây là một tơn mà họ đang dí. Họ thần nó đứng tụ vào với nhau, sau đó là nó có vẻ e. Rất khó để cho những con y lao vào. Rất khó để cho những con y lao vào, nhưng Quýt vẫn đang muốn thiêu. Quýt vẫn đang muốn thiêu. Y thần nó vẫn là một cái gì đó khá trì. Nhưng Quýt vẫn đang muốn thiêu vào đây. Đội bạn thì vẫn đứng lại chơi, còn ở nhà của mình thì những con cung A nó không có tuổi với y thần của Greg. Vâng, đúng là nó không có tuổi. Còn bây giờ thì hot của đội bạn vẫn cố gắng đứng lại và chơi. Vẫn đang tập trung đứng lại và chơi. Một pha về e đến từ game thủ Cam Quýt. Vâng, ở nhà của mình thì vâng, ở trên nhà của màu 4 thì Quýt đã dí vào được chưa? Tôi nhìn thấy là chưa dí vào. Bây giờ thì bắt đầu dí vào đây đến chỗ nhà BE. Vẫn là sóc thêm y dành cho người cầm Greg. Vàng vẫn còn rất nhiều trên bản đồ.
Tới thời điểm hiện tại thì mới chỉ có hai ông này đánh đời 4 thôi. Thế là vàng vẫn còn nhiều lắm. Và đây là một tên mà màu 4 đang chết rất nhiều dần. Họ bung ra phía bên ngoài. Họ đang bung ra phía bên ngoài để có thể làm gỗ và đi ăn thêm vàng. Nhất là người đang đi quản được, cũng cố gắng quản vàng ở xung quanh cái bản đồ đi. Nhất xin lỗi quýt cho Nhất ít ít gỗ với cả ít ít thực đi. Cho nó đóng cái BC mà lên cái bản đồ tối như cái mộ chị Dậu này. Còn lên cái bản đồ đi, đúng rồi. Con Pan này bây giờ xác định không lên 4 thì sắp lạc đà đi mà quản bản đồ. Nó có cái bản đồ lên. Báo về là màu 3 vẫn đang hồi đâu đấy. À, chạy hốc đi Nhất ơi. Chạy hốc đi kìa. Chạy góc 6 giờ đi. Đây vàng vẫn còn nhiều trên bản đồ lắm. Thảm Mai vẫn đang là 108. Anh em chịu khó đi chiếm đi, vàng trên bản đồ còn nhiều mà. Đây trên 12 giờ Quýt vẫn còn một mỏ vàng này. Đây này ở góc 1 giờ vẫn còn mỏ vàng nữa. Tôi thấy nhìn thấy là Quýt còn tới 3 mỏ vàng nữa đấy. 3 mỏ vàng nữa đấy. Cố lên nào anh em ơi. Đây là 35 thảm Mai của người cầm Pan. Anh em cứ đi quản vàng chặt chẽ vào. Mà Nhất thì cũng đi ăn vàng luôn được. Nhất là dân Pan, bơm đồ nó không mất phê. Một vài con hót lẻ thì lao vào mà bổ đấy chứ sợ cái gì. Đây. Đấy, có ba cái bản đồ này thì làng đá Pan đi nhìn đồng đội nó dễ hơn. Bây giờ lao vào mà bổ đi, có mấy con hót rách thôi mà. Bổ đi. Vụt nói chứ còn gì nữa, hót thần thì cũng chơi. Hót thần thì cũng chơi. Đấy, ăn luôn mỏ vàng đấy, chiếm luôn mỏ vàng ấy đi. Đây là cái tủ xi măng 60 rồi. Bên xi măng kích 4 chứ anh măng này. Kích 4 được, xi măng kích 4 được là tươi đấy. Màu 3, ông này còn cả phu đây nữa thì chịu rồi. Vâng, đây là thảm Mai 54/60, đó là thảm Mai của game thủ Hoàng Mai Nhi. Còn đây là thảm Mai của người cầm Babylon. Và Babylon lên đánh đạp đôi thôi, bởi vì chúng ta bây giờ không còn nhiều vàng nữa. Còn bãi vàng giữa bản đồ thằng màu 3 đang bú kìa. Anh em ơi, ra súc nó. Đây, mỏ vàng nó đóng hai nhà chính luôn này. Nhất, ra giữa bản đồ phay nó em ơi, đây. Ra phay nó, tôi bỏ mấy con dân thằng màu 1 đi. Ra, quan trọng là bây giờ là vàng. Thằng Pan nó ăn vàng nhanh lắm. Nó ăn vàng và nó bơm đồ không mất phế. Cẩn thận. Ra bú luôn. Ra mút luôn trong tuần này. Nó cho rất nhiều dân luôn. Quý cũng đang đưa y ra đây rồi. Nhất ra đưa dân ra luôn. Đóng mấy cái nhà chính vào. Quý trên hộ nổ cái nhà chính của thằng màu 3 nhá. Nhất đóng hai cái nhà chính vào. Đồng đội cho thằng màu 7 thì xin ít cho Nhất xin ít thực đi. Để đẻ dân ra mà ăn bãi vàng. Và bú nhanh lên. Khả năng cao hot của màu 4 cũng sẽ ra đây ngay đấy. Bãi vàng này còn rất nhiều. Và Nhất còn đang ăn được hai mỏ vàng. Và đúng là hot họ đang ra rồi. Chuẩn luôn. Mỏ vàng này đội bạn cũng đang rất thèm khát. Vâng, đội bạn vẫn đang rất thèm khát. Đây là game thủ cầm Babylon. Vâng, Babylon đang đóng 1 tỷ cái nhà BL rồi.
đóng nhiều lên. Vâng, đóng nhiều lên, khi mà chúng ta có Babylon hồi được thì là tươi rồi. Hai pan bên kia rồi bạn, cũng chưa ai lên 4. Vâng, báo về màu 200 dân rồi. Căng 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 căng. Nhưng mà họ chưa lên 4 đúng không nhất? Họ chưa lên 4, họ chưa lên 4. Kìa 12 giờ cái màu 3 nó vẫn đang bú kìa. Tập này Quick cố gắng giữ những con y đã, đợi những con đạp đôi. Bây giờ thì phải đi cùng nhau. Vâng, một xe đấu đầu tiên mà lên tới hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ thì bú bạc đi, bú bạc đi. Ai da, thằng kêu màu 3 này khéo thế nhỉ. Vâng, đóng cả phù thủy sản phù ra để có thể vào phù thủy y, vào phù những con y. Xi măng thì không biết ra lên được đạp đôi xong chưa. Vâng, công 4 và không biết là có giáp 6 nhỉ. Giáp 6 là pan mới có giáp 6. Vâng, pan mới có giáp 6. Còn Babylon này biết là tôi không nhớ rằng là pan này nó có Babylon này có giáp 6 hay không. Vâng, bây giờ thì đang là mid 200 e rồi. Ok rồi. Nhất đang có 3.000 vàng trong người nhá. Nhất có 3.000 vàng trong người, màu 7 thì có 3.000 vàng trong người. Đây là Cam Quýt có 3.800 vàng trong người. Cái thế trận mà chúng ta chiến vàng được là tốt hơn so với đội bạn thì phải. Khi mà bên kia con Mark C đội bạn là hot thì nó cơ động, nhưng con nông dân thì lại không có bánh xe. Bây giờ chúng ta tiếp tục bơm cho Hoàng Mạnh Nhi để Hoàng Mạnh Nhi lên đánh đạp đôi nữa. Lên đánh đạp đôi. Đạp đôi của Pan thậm chí nó còn chất lượng hơn so với đạp đôi của Babylon. Hình như nó còn có cái giáp 6. Bên kia thì màu 2 sẽ cũng sẽ là người được bơm đồ lên 4. Nhất xoay tham cho màu 2 lên 4 chưa? Vâng, vừa lên xong nhưng màu 4 bên kia thì móp tham lại rồi. Màu 4 bên kia móp tham lại rồi. Họ vẫn đang ra để có thể quả lại y của Quýt Quýt thôi. Cái bãi vàng ở giữa bản đồ. Đấy, Nhất lại đưa dân lại ăn đi. Thằng màu 3 nó không từ bỏ ý định đâu. Màu 3 lại đưa thêm cả dân lên, nó đóng nhà chính nó ăn vàng đấy. Bố láo thật. Y của cậu đây mấy con lạc đà rách này, bố láo. Vâng, bố láo thật. Vâng, báo về là màu 4 bên kia hết vàng rồi. Và họ đang phải đánh cung T anh em ạ. Vâng, đánh cung T để đè tham. Và tên này dân của Mark C không có bánh xe, đạp đôi lao vào nhà. Cứ dắt vào ruộng thôi anh Măng ơi. Vâng, cứ dắt vào ruộng thôi, tách ra dân vào ruộng. Tách ra dân vào ruộng. Bên đội bạn hết vàng rồi. Đã phải sắp cung T là chúng ta biết là đội bạn hết vàng rồi. Và thế này đang là một thế thắng dành cho các game thủ của Hà Nam. Mặc dù là nó hơi vất vả. Vâng, mặc dù là nó hơi vất vả. Phải nói rằng trận này Greg của chúng ta cũng đánh là rất chuẩn. Và đánh là tốt. Khi mà không để cho con Greg của bên kia nó ôm phù chết. Và có những cái pha thủ nhà được khi mà hot tân của Maxi họ đẩy. Rồi bây giờ thì sau rất nhiều cái thời gian phải chịu đựng, bây giờ thì các đồng đội đã lên 4 cùng. Quýt sẽ dễ tỏ hơn. Và bây giờ thế công lại thuộc về các game thủ của Hà Nam. Chiến thắng sẽ dành cho chúng ta. Không nói nhiều nữa. Bây giờ đội bạn đang vùng vẫy thôi. Vâng, bây giờ đội bạn đang vùng vẫy thôi. Quýt có muốn trả thù không? Muốn trả thù thì mang y lên mà xiên nhà nó đi. Lao lên và bổ vào nhà nó đi. Ui, Quýt còn 5.200 vàng nữa. Không cửa thua được chưa? Không cửa thua được chưa? Quýt còn 5.300 vàng trong người. Văn Nhất còn 3.700 vàng trong người. Thế như vậy là chúng ta còn khoảng 10, gần 10.000 vàng nữa. Không thể thua được. Không thể thua được. Chắc chắn là không thể thua được nữa rồi. Không thua được, không thua được. Bây giờ thích nhá. Bây giờ thích thì để cho Hoàng Minh đánh hot thần. Quýt không sóc quân nữa. Đấy là nếu mà thích. Nhưng mà chúng ta không đánh theo kiểu mạo hiểm như vậy. Không đánh theo kiểu mạo hiểm như vậy. Khi mà bản đồ này bà đã cạn kiệt vàng rồi. Vâng. Hoàng Minh lên đánh đạp đôi là được rồi. Pan bên kia đội bạn cũng đã có đạp đôi. Nhưng Mark C của đội bạn thì đang bây giờ đã bắt đầu là phế. Vâng, bắt đầu bây giờ là phế dần theo thời gian. Bắt đầu là phế dần theo thời gian. Vâng, bây giờ thì y giáp 6 lên kê nhà. Không bao giờ vào được nhà của chúng ta. Khi mà y đó là y thần, nó là khắc tinh của những đơn vị quân cận chiến. Khắc tinh của những con đạp đôi rồi. Bo vào, bo hẳn BB vào. Tầm này tiếc gì. Vâng, tầm này bo hẳn BB vào. Không được bo những nhà BE nữa. Vâng, bắt cả game thủ
Văn Nhất lên 4, Văn Nhất lên 4 là hợp lý rồi. Vàng em có. Vàng có, bây giờ chỉ cần đi ăn gỗ thôi, vẽ thêm chỉ cần vẽ một kích ruộng là được. Bên kia vẫn đang rất chảy cối. Bên kia nó vẫn đang rất chảy cối, họ vẫn đang rất chảy cối. Quýt quýt vẫn còn 4.800 vàng. Lấy giáp 6 dành cho những con y rồi. Mọi thứ đang là mắc bình. Còn rất nhiều vàng để cho quýt sản y. Hết cửa dành cho đội bạn. Đội bạn vẫn đang cố gắng thôi, bởi vì đây là chung kết. Đội bạn đang cố gắng thôi. Không hiểu đội bạn đánh cái gì nữa. Còn đây là game thủ xi măng vừa. Xi măng vừa bắt được một turn hot của game thủ No 1 và No 1 quýt luôn. Thực tế thì cái thế trận nó đã an bài lâu rồi, khi mà Hoàng Mai Nhi và cũng như là Babylon của game thủ xi măng lên 4. Thế trận nó an bài lâu rồi, chẳng qua đội bạn chảy cối thôi. Chẳng qua là đội bạn chảy cối thôi. Còn chúng ta thì còn quá nhiều vàng trong người. Quýt có 4.800 vàng. Văn Nhất còn tới 3.700 vàng nữa. Đội bạn không có tí cửa nào để đánh cả. Thật, thực sự là không có tí. Thực sự là không còn tí cửa nào cả. Vào đấy, mấy ông nào bảo bán với cả không bán đi. Các ông bước ra đây cho nhìn mặt cái nào. Chúng ta khởi động hai trận thi đấu đầu tiên, thực sự là cũng hơi ỉa ra quần. Vâng, cũng hơi ỉa ra quần, nhưng chúng ta đã thắng lại 3 trận liên tiếp và giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Ôi, khả năng cao là cái kèo này chắc chốt 3C thôi. Đánh mỗi 1C mà hết hơn 2 tiếng đồng hồ ạ. 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Kinh thật. 5 trận đấu gần 2 bằng hơn 2 tiếng đồng hồ. Khiếp quá.